Xin chào những người anh em mang dòng máu kỳ đỏ, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Trước khi đến với rất nhiều những tin tức hấp dẫn ngày hôm nay, anh em tiện tay hãy dành cho kênh một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chính thức, Onana đã là người của Man United. Theo xác nhận của trang chủ Man United, sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra y tế, Andre Onana đã đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Với việc David De Gea rời đi, chiếc áo số 1 tại Old Trafford còn để trống, nhiều người tin rằng Onana sẽ thừa hưởng số áo này bởi anh hiển nhiên là người gác đền chính của Man United trong mùa giải tới. Tuy nhiên khá bất ngờ khi trang chủ của MU thông báo Onana sẽ khoác áo số 24. Quỷ đỏ lý giải, đây là con số mà Andre đã sử dụng trong phần lớn sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ Ajax và Inter Milan. Chiếc áo số 24 đã bị bỏ trống tại Man United kể từ tháng 1 năm 2021 sau khi Fosu Mensah hoàn tất việc chuyển đến Bayer Leverkusen. Áo 24 được mặc trong kỷ nguyên Premier League bởi một số tên tuổi nổi tiếng bao gồm Bosco, David Beckham và Webb Brown. Nhưng đó chỉ là những cầu thủ khoác áo số 24 tạm thời, còn thực tế, nó gắn liền với Darren Fletcher. Mức lương của Onana ở Man United chưa được hé lộ, nhưng theo báo chí Anh, thủ thành người Cameroon có thu nhập khoảng 200.000 bảng trên tuần. The Goal cho hay, Quỷ đỏ phải trả cho Inter Milan mức phí chuyển nhượng 48 triệu bảng, trả trước 44 triệu bảng cùng với 4 triệu bảng phụ phí. Onana đã rút sạch lưới 104 trận trong 255 lần ra sân ở cấp độ câu lạc bộ. Người gác đền 27 tuổi đã giành được 3 chiếc vô địch quốc gia và 2 cúp quốc gia ở Hà Lan với Ajax Amsterdam trước khi gia nhập Inter vào năm 2022. Mùa trước, anh vô địch Coppa Italia và có nhiều trận đấu rút sạch lưới nhất ở Champions League. Onana phát biểu sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập Man United. Được gia nhập Man United là một vinh dự to lớn và tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời để có được điều này, vượt qua nhiều trở ngại trong sự nghiệp. Bước ra sân ở Old Trafford để bảo vệ khung thành và đóng góp cho đội bóng sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khác. Đây là sự khởi đầu của một hành trình mới đối với tôi, với những người đồng đội mới và những tham vọng mới để chiến đấu. Man United có lịch sử lâu dài và những thủ môn đáng kinh ngạc. Bây giờ, tôi sẽ cống hiến mọi thứ để tạo nên di sản của riêng mình trong những năm tới. Tôi rất hào hứng với cơ hội được làm việc lại với Ten Hag. Tôi rất nóng lòng được đóng góp một phần vào thành công mà tôi biết rằng ông ấy quyết tâm cống hiến tại câu lạc bộ vĩ đại này. Hé lộ bến đỗ mới cho De Gea. Liên quan tới De Gea, tờ Daily Record tiết lộ thông tin gây sốc rằng Inter Milan đã bí mật liên hệ với siêu sao 32 tuổi để thay thế Onana sau khi đồng ý bán thủ thành người Cameroon cho MU. Dù vậy, De Gea quyết định chấm dứt mọi đàm phán với đương kim áo quân Champions League do chỉ được đề nghị mức đãi ngộ 4,3 triệu bảng trên năm, khoảng 5 triệu euro, thấp hơn rất nhiều mức đãi ngộ 19,5 triệu bảng trên năm mà anh từng hưởng ở Man United. Trước tình cảnh đó, Inter buộc phải chuyển hướng sang Jan Sommer của Bayern Munich và Anatoly Chubin của Shakhtar Donetsk. Cũng theo nguồn tin này, De Gea ưu tiên trở về quê hương Tây Ban Nha chơi bóng, thậm chí cân nhắc khả năng gia nhập Atletico Madrid, câu lạc bộ mà anh từng gắn bó ở đội trẻ từ năm 2003 đến năm 2009, lớp đội 1 từ năm 2009 đến năm 2011. Dù vậy, phía Atletico cũng không sẵn sàng trả lương quá cao cho De Gea. Daily Record nhấn mạnh rằng siêu sao 32 tuổi chỉ còn lựa chọn tới Ả Rập Xê Út nếu muốn duy trì mức đãi ngộ khủng. Hiện tại, Al Nassr, đội bóng của Ronaldo, đang quan tâm sát sao đến De Gea. Bruno chính thức trở thành đội trưởng MU. Trang chủ Man United xác nhận rằng Bruno Fernandes sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng trong mùa giải sắp tới. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ nhận chiếc băng thủ quân từ Harry Maguire. Bruno Fernandes gia nhập Man United từ Sporting Lisbon vào tháng 1 năm 2020 với mức giá chuyển nhượng lên đến 55 triệu euro. Từ đó, tiền vệ 28 tuổi đã trở thành một trong những cầu thủ không thể thiếu trong mọi đội hình của Man United, được sử dụng bởi các huấn luyện viên như Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik ten Hag. Sau 185 trận đấu, Bruno đã ghi được 64 bàn thắng và thực hiện 5 tư kiến tạo cho Man United. Dù chỉ giúp Quỷ đỏ giành Carabao Cup sau 3 năm thi đấu, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao bởi đội bóng. Điều này được chứng minh qua việc anh liên tiếp đoạt giải thưởng Smart Busby cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United trong 2 năm liên tiếp, 2020 và 2021. Ngoài khả năng chuyên môn ấn tượng, Bruno còn thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết trên sân. Anh luôn hò hét, động viên các đồng đội và đã làm đội trưởng không chính thức của Man United trong mùa giải trước khi Harry Maguire thường xuyên ngồi dự bị. Trong khuôn khổ Premier League, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đeo băng đội trưởng trong 26 trận trên tổng số 37 trận đấu. Đồng thời, Bruno cũng đã là thủ quân của Man United trong một số trận đấu ở các giải đấu khác. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã quyết định trao băng đội trưởng cho Bruno sau khi rút nó khỏi tay Harry Maguire. Trung vệ người Anh thường xuyên ngồi dự bị trong mùa giải trước
do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của huấn luyện viên người Hà Lan. Ten Hag cần một đội trưởng thường xuyên thi đấu để dẫn dắt các đồng đội và Bruno là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò này. MU tung độc chiêu khiến Højlund choáng váng. MU đang đàm phán để ký với Rasmus Højlund từ Atalanta. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, đội bóng Serie A muốn kiếm được 70 triệu euro từ ngôi sao người Đan Mạch. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng Quỷ Đỏ có thể chốt thương vụ này với mức giá ở tầm 55 đến 57 triệu euro. Team Talk cung cấp thêm, Højlund sớm đồng ý các thỏa thuận cá nhân với MU bởi lời đề nghị khiến cầu thủ này choáng váng khi sẵn sàng tăng lương cho anh gấp 8 lần so với mức lương đang nhận ở Atalanta. Cụ thể, MU đề nghị trả lương cho Højlund 80.000 bảng trên tuần so với con số ít ỏi chỉ 10.000 bảng trên tuần hiện tại. Chân sút 20 tuổi được cho là đã tha thiết xin giám đốc thể thao Luca Pecasti của Atalanta cho anh được gia nhập Man United. MU đồng ý chia tay Savic. Các nguồn tin tiết lộ với Football Insider, Reading đã đồng ý một thỏa thuận với Man United để ký hợp đồng với trung vệ Charlie Savic. Reading đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của Savic về một bản hợp đồng dài hạn. Savic năm nay 20 tuổi đã thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ Championship trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhưng Reading hiện đã sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này. Football Insider tiết lộ rằng Savic là mục tiêu của một số câu lạc bộ trong và ngoài nước, bao gồm Sheffield Wednesday, Swansea City và Wigan. United sẵn sàng để Savic ra đi vì anh ấy không được chọn trong đội hình cao cấp gồm 31 người đi du đấu tại Hoa Kỳ. Savic là con trai của Robbie, cựu tiền vệ xứ Wales và Leicester City. Anh đã trải qua mùa giải trước thi đấu theo dạng cho mượn tại Forest Green Rovers ở League One. MU bất ngờ muốn có chia ra. Man United đã chi một phần lớn trong ngân sách chuyển nhượng 120 triệu bảng để có được chữ ký của Mason Mount và Andre Onana. Dù vậy, hàng công của United vẫn còn yếu so với các câu lạc bộ hàng đầu khác ở Premier League và những báo cáo mới nhất cho thấy MU đang theo đuổi một cầu thủ hàng đầu của Ý. Theo báo cáo của Corriere dello Sport hôm nay, Man United cùng với Liverpool và Newcastle đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh Federico Chiesa của Juventus. Bao đâm ra đang tìm cách cắt giảm đội hình của họ vào mùa hè này và sẽ cho phép tuyển thủ Ý ra đi nếu họ nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 50 triệu euro, tương đương với 43,3 triệu bảng. Trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất, Quỷ Đỏ vung rất nhiều tiền để chiêu dụ những cầu thủ chạy cánh như Sancho và Anthony. Tuy nhiên, bộ đôi này đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng như mức giá khổng lồ của họ. Mặt khác, tương lai của Greenwood vẫn còn đang ở phía trước. Vì vậy, Erik ten Hag cần cải thiện chất lượng cũng như chiều sâu của các vị trí tấn công cánh. Và một cầu thủ đã được kiểm chứng như Kiesa sẽ là sự bổ sung tuyệt vời. Cầu thủ từng vô địch Euro 2020, người có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu, có khả năng và sự linh hoạt để cải thiện tuyến đầu của United và có thể chứng tỏ là một thương vụ thông minh với giá vừa phải. Tuy nhiên, trong những mùa giải gần đây, anh ấy phải vật lộn với các vấn đề về thể lực. Kể từ khi chuyển đến Juventus từ Fiorentina, ngôi sao của Azzurri đã bỏ lỡ 66 trận đấu cho câu lạc bộ vì những chấn thương khác nhau. Vậy theo anh em, MU có nên trả giá 43,3 triệu bảng để ký hợp đồng với Chiesa hay không nhỉ? Fiorentina muốn làm rõ tương lai của Amrabat. Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Fiorentina đã sắp xếp buổi nói chuyện riêng với Amrabat. Giờ Violet muốn biết rõ ý định của cầu thủ người Maroc để lên kế hoạch cho mùa giải tới. Hiện tại, MU đang muốn chiêu mộ tiền vệ 26 tuổi và đang bắt đầu đàm phán. Fiorentina muốn nhận 30 triệu euro cho thương vụ này. MU tiếp tục bán sao trẻ. Theo thông báo chính thức từ Man United, trung vệ trẻ Bijan Hali đã rời câu lạc bộ và chuyển sang FC Utrecht thi đấu. Mức giá của thương vụ này chưa được tiết lộ. Hậu vệ người Lan trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Carrington và từng có thời gian tập luyện của đội 1 ở MU cuối mùa giải trước. Kova sắp rời MU. Theo Manchester Evening News, thủ thành Mate Kova chuẩn bị rời khỏi Man United dưới dạng chuyển mượn. Đây là nguyên nhân cầu thủ này không góp mặt trong chuyến du đấu tại Mỹ. Thủ thành này đang nhận được khá nhiều lời đề nghị nên quyết định ở lại Carrington để xem xét tương lai. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.